Chị đánh giá như thế nào về hiệu quả điều trị tại thẩm mỹ YO về giãn mang mạch ạ? Chị thấy rằng là hiệu quả tốt. Thế bây giờ soi gương thì thấy không còn những cái vết ấy nữa. Là ở má này, ở cằm này, ở mũi này. Là cái kiểu mình của mình là bị bẩm sinh. Ngày nhỏ thì bị nó chỉ mới xanh xanh ấy, nhưng mà càng có tuổi thì nó lại cái tình trạng nó tím ấy. Là chỉ có hơi mất tự ti tí là không nhìn nó như là nếu nhìn xa nó cảm giác như mà mặt mình nó bị hơi sẹo, có vết sẹo. Thế mình muốn đến để điều trị cho khỏi đi. Nó hết rồi thì mình tự tin là mặt mình nó không còn sợ người khác nhìn vào thấy nó xấu, nó có sẹo. À nhìn cảm giác như có sẹo vì cái mao mạch của mình nó chuyển sang màu tím ấy, nó nhìn nó rõ. Chị thấy rằng là hiệu quả tốt. Thế bây giờ soi gương thì thấy không còn những cái vết ấy nữa. Phòng khám Ohio, đơn vị trị giãn mao mạch tốt nhất Việt Nam.